Theo HCDC, trưa ngày 8 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm, nâng tổng số ca nghi nhiễm tại thành phố lên 25 trường hợp. Các trường hợp này được phát hiện khi truy vết 5 ca COVID-19 thuộc tổ bốc xếp hàng hóa các chuyến bay trong sân bay Tân Sơn Nhất là các bệnh nhân 1979, 2002, 2003, 2004 và 2005. Cụ thể, 25 trường hợp nghi nhiễm cư ngụ tại quận 9 1 trường hợp, quận 12 6 trường hợp, Gò Vấp 6 trường hợp, Bình Thạnh 5 trường hợp và Bình Tân 7 trường hợp. Ngay khi có kết quả xét nghiệm, thành phố khẩn trương khoanh vùng nhanh, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến ca bệnh, nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc theo phương châm lấy mẫu giám sát rộng, phong tỏa hẹp. HCDC khuyến cáo người dân thành phố cần bình tĩnh, tiếp cận các thông tin chính thức từ ngành y tế để ứng phó theo hướng dẫn, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K, chủ động khai báo y tế khi biết mình thuộc nhóm nguy cơ và hợp tác với ngành y tế khi nằm trong phạm vi phong tỏa.